Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Hoạt động yếu dần của không khí lạnh khiến cho gió trên vịnh Bắc Bộ, vùng biển Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, chuyển dần từ hướng Đông Bắc sang hướng Đông đến Đông Nam. Cùng với sự thay đổi về hướng, tốc độ gió trên các khu vực này cũng suy yếu dần, chỉ còn khoảng cấp 4, có lúc cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Riêng khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, gió vẫn duy trì hướng Đông Bắc và cường độ chỉ ở mức trung bình yếu, nên cũng an toàn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Dự báo trong 24 giờ tới, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, vùng áp thấp ở phía Tây có xu hướng mở rộng dần sang phía Đông. Khả năng từ trưa chiều mai, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ chuyển dần từ hướng Đông Nam sang hướng Nam và cường độ có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, hầu khắp các nơi khác trên Biển Đông sóng gió ổn định. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, trời hầu như không có mưa, tầm nhìn xa thoáng và gió Đông Nam có cường độ khoảng cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, gió vẫn ở mức trung bình yếu, cùng tiết trời nắng ráo nên vẫn thuận lợi cho việc đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió thổi đều theo hướng Đông Nam với cường độ khá yếu, chỉ khoảng cấp 3 có lúc cấp 4. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là hiện tượng sương mù vào buổi sáng sẽ khiến to cho tầm nhìn giảm xuống dưới 10 km, nên bà con cần quan sát và giữ tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Từ trưa chiều mai, gió chuyển dần sang hướng Nam và cường độ tăng lên có lúc đạt cấp 5, sau đó còn có xu hướng tăng thêm nên bà con cần lưu ý khi khai thác hải sản ở những khu vực này vào những ngày sắp tới. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, không khác biệt nhiều so với vùng biển phía Bắc, tại khu vực biển nơi đây, trong đêm nay và sáng mai, gió có hướng Đông Nam với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, từ trưa chiều mai, gió trên vùng biển này cũng chuyển hướng Nam và mạnh dần lên cấp 5, đến chiều tối và đêm mai còn đạt mức cấp 6 gây biển động, nên sẽ ảnh hưởng không tốt cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền trên vùng biển này. Tại vùng biển Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Trong 24 giờ tiếp theo, tại đây gió thịnh hành theo hướng Đông Nam cường độ khá yếu. Tuy nhiên, từ chiều tối mai ở phần phía Bắc khu vực này, gió cũng mạnh dần lên cấp 5 với những con sóng cao xấp xỉ 2 mét, nên bà con ngư dân với những tàu thuyền nhỏ cần lưu ý. Nhiệt độ ngày đêm trên vùng biển này dao động từ 24 cho đến 28 độ. Tại vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, sự tăng lên về cường độ gió vào chiều tối và đêm mai sẽ không xảy ra ở vùng biển này. Toàn khu vực có gió Đông Nam cường độ khoảng cấp 3, cấp 4. Thời tiết chủ yếu không mưa, tầm nhìn thoáng nên tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Xuống đến vùng biển Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo. Tại đây gió có hướng khác biệt với phần phía Bắc, chủ yếu thổi theo hướng Đông Bắc nhưng cường độ không mạnh, chỉ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, với độ cao sóng dao động từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Tiết trời tạnh ráo, tầm nhìn xa thông thoáng nên thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Chuyển sang phía Tây đến với vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Sóng gió trên khu vực biển này không mạnh cùng với tiết trời nắng ráo, nên nhiệt độ đêm ngày dao động từ 26 cho đến 31 độ, tầm nhìn thông thoáng. Nhìn chung thời tiết và tình trạng biển ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, cùng chung xu thế thời tiết với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo trong đêm nay và ngày mai, tại đây trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió thổi nhẹ. Độ cao sóng không vượt quá 1 mét nên vẫn thuận lợi cho các phương tiện tàu thuyền lưu thông trên khu vực này. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại nơi đây rất tốt, gió Đông Nam có cường độ trung bình yếu ở mức cấp 4, trời hầu như không mưa, tầm nhìn thoáng trên 10 km nên bà con ngư dân vẫn có thể yên tâm ra khơi và đánh bắt hải sản. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vị Bắc, nơi đây thời tiết cũng phổ biến không mưa, tầm nhìn thông thoáng. Nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức vừa phải, từ 25 cho đến 29 độ. Gió Đông Nam vẫn có cường độ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Sóng biển không cao quá 1,5 mét, tình trạng biển bình thường, nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Tại đây, gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4. Thời tiết rất tốt với trời có nắng và tầm nhìn xa trên 10 km, nên bà con có thể yên tâm khai thác hải sản ở vùng biển này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!